Ngày 8 tháng 7, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tổ chức kỳ họp thứ 29. Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp tập trung đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Đảng bộ thành phố. Theo đó, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, cụ thể hóa thành các chương trình kế hoạch chi tiết, nghiêm túc thực hiện các kết luận của tỉnh ủy, triển khai đồng bộ chương trình kiểm tra giám sát, phân công các đồng chí ủy viên ban thường vụ theo dõi, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chỉ đạo kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng trưởng khả quan, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 4.400 tỷ đồng, tăng 13,1%. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt trên 710 tỷ đồng. Thành phố đón trên 1.500.000 lượt khách. So cùng kỳ, tổng mức lưu chuyển hàng hóa, doanh thu bán lẻ, doanh thu giao thông vận tải tăng từ 16 đến 18,5%. Lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản ổn định. Đến ngày 15 tháng 6, thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.700 tỷ đồng, vượt dự toán tỉnh giao và kế hoạch thành phố, chi ngân sách trên 360 tỷ đồng, vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện 6 tháng đạt trên 3.000 tỷ đồng. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó xác định 4 nội dung trọng tâm là tập trung công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ thành phố Uông Bí trong triển khai công tác 6 tháng đầu năm. Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh, Uông Bí cần phát huy tối đa những tiềm năng lợi thế sẵn có, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp để phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là lợi thế về du lịch, dịch vụ, tập trung quảng bá làm nổi bật những điểm nhấn, nét độc đáo riêng có về văn hóa, lịch sử của địa phương, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch gắn với nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở lưu trú. Trong xây dựng hạ tầng, thành phố báo cáo tỉnh để khắc phục bất cập tại tuyến đường Yên Tử, tăng cường kết nối giao thông với thị xã Quảng Yên, cao tốc Hạ Long Vân Đồn. Uông Bí cần tiếp tục tăng cường cải cách hành chính, nâng cao thái độ phục vụ công vụ của cán bộ công chức trung tâm hành chính công, giám sát hoạt động của bộ phận một cửa xã phường. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí chỉ đạo Uông Bí tiếp tục giữ mô hình hợp nhất, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, quan tâm phát triển đảng viên mới. Cùng với đó, thành phố cần tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, siết chặt hơn nữa quản lý than, đất thủy sản, đất tôn giáo, đồng thời chuẩn bị tốt cho đại hội Đảng các cấp.